xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu như các bạn lần đầu xem video này thì hãy nhớ ấn subscribe và bấm chuông để xem nhiều video hơn nữa nhé. Và hôm nay thì gió mùa về đang rất là lạnh, 12 độ và mình quyết định là sẽ làm một việc cũng lạnh không kém. Đó chính là mình sắp mất một khoản tiền khá khá để có thể là lên đời cho mẹ mình một chiếc iPhone mới. À, chúng ta hãy cùng đến với cả cơ sở mà mình sẽ lựa chọn để mua thu cũ đổi mới lên đời iPhone nhé. Vào trong thôi. Dạ chào chị ạ. Hello em. Không biết hôm nay mình tới Sắp Đăng đã tham khảo qua sản phẩm nào cho chị nhỉ? Thực ra thì chị đến đây là định mua là iPhone 11. Dạ vâng, iPhone 11. 128GB. Với cả mẹ thì mệnh kim nên là sẽ chọn màu vàng. Tức là có nghĩa là mình đã xem qua màu và dung lượng máy rồi đúng không ạ? Với cả thực ra là đến thì chị cũng đã liên hệ để check xem là có sẵn hàng không ấy, thì đến luôn thì nó sẽ tiện hơn. Và chị thấy là ở đây đang có chương trình thu cũ đổi mới á. Dạ vâng, nghe có thu cũ mà khách cũng sợ thế. Mình có muốn bên nhập lại cái iPhone X này đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, vậy thì bây giờ em sẽ tiến hành kiểm tra qua và báo giá cho mình nhé. Thì hiện tại ở trên website Sắp Đăng nhà em sẽ có phần thu cũ đổi mới. Mình có thể trực tiếp click vào đây luôn. Hiện tại giá đang để rất rõ ràng như thế này. Đấy, tất cả các đời iPhone kể từ 7 đổ lên là Sắp Đăng sẽ tiến hành thu mua lại cho khách. Đối với con của chị sẽ là iPhone X bản này là 64GB đúng không ạ? Anh cho em kiểm tra một chút nhé. Cái này là iPhone của chị là iPhone X bản 64GB. Kiểm tra qua ngoại hình lát nữa thì em sẽ chỉ kiểm tra qua ngoại hình và báo giá cho chị. Lát nữa sẽ có kỹ thuật check thêm giá cho mình nhé. Thì đối với cây này thì sẽ là tương ứng. Có giá với... đây đúng không? Đúng loại rồi. A là loại A đây nhá. Thì bên em sẽ có chú ý ghi chú ở đây. Loại A sẽ là hàng cũ đã qua sử dụng, không có lỗi lầm và chưa sửa chữa thay kế linh kiện. Hình thức đẹp tới 99%, có nghĩa là không có một vết xước cấn nào, cấn móc nào bên trên máy cả. Chị có xước cấn không nhỉ? Đúng rồi, cây này là qua sử dụng cũng một vài năm rồi, thành ra là có xước rồi. Thế á, tại vì cái khung viền này chị thấy là không bị tránh khỏi xước ấy. Mình sẽ có rồi. Cái lau là đánh bóng mà đúng không? Có đánh bóng, tuy nhiên là những cái cây như này là bản thân nó đã bị xước ấy. Vậy thì shop sẽ định giá là loại B. B, dạ vâng. Đối với iPhone X loại hàng B sẽ có giá là 6.480.000 chị nhá. Mà chị thấy là có một cái là trợ giá ấy, thu cũ đổi mới là sao nhỉ? Trợ giá cái này bên em đang áp dụng cho chương trình dành cho khách đổi cũ để lên iPhone 12 series. Thì những cái máy này như thế này bên em định giá là bao nhiêu? Nhà em sẽ cộng thêm 1 triệu cho mình để mình dùng tiền đó lên iPhone series 12. Nhưng mà rất tiếc là chị lựa chọn iPhone 11 bởi vì thực ra nhu cầu sử dụng mẹ chị cũng không cần như thế. Dạ, vâng. Với cả một cái nữa là iPhone 12 nhiều khi các cụ mà mới dùng mà không biết update phần mềm thì bây giờ nó vẫn còn một số những cái lỗi ấy. Lại bảo là mình mua máy lát về. Hiện tại nếu mà dành cho Wing ấy thì em nghĩ 11 là con rất hợp lý. Giá cả phải chăng, hình thức cũng đẹp. Đấy. Ok. Thế thì lấy cho chị cái con 11 vàng với cả 128GB. Dạ vâng, iPhone 11 màu vàng 128GB chị nhá. Ok. Sắp bay một cục tiền. Mấy con chị đây rồi ạ. iPhone 11 màu vàng bản 128GB mã VNA. Hiện tại Sắp Đăng đang là đại lý ủy quyền chính hãng tại Việt Nam, vậy thì chỉ bán hàng VNA thôi chị nhé. Ok. Thì iPhone sách tay bây giờ còn ở đâu? Vẫn còn ở các chuỗi cửa hàng nhỏ lẻ. Sắp Đăng nói không về hàng sách tay. Cái này thì chính sách bảo hành của mình là như thế nào nhỉ? Dạ đây em sẽ nói qua về chính sách bảo hành cho mình nhé. Đối với sản phẩm VNA chị sẽ được bảo hành trên toàn cầu luôn. Và thời gian bảo hành của mình sẽ là 1 năm. Chị có được một đổi một gì không? Một đổi một đây em sẽ nói nhá. Thì cái vấn đề bây giờ là sẽ không còn cái gọi là bao test 15 hay 30 ngày nữa. Đó, toàn bộ vấn đề mình sẽ bây giờ quyền lợi khách hàng là cao nhất mà. Ngày xưa chị đi gửi bảo hành ấy, chị sẽ gửi qua bên thông qua bên shop chị mua đâu gửi đấy. Thậm chí là người ta có gửi bảo hành máy của chị hay không thì mình cũng không thể biết chính xác được đúng không? Shop đó có thể mở máy chị ra tự sửa chữa mà chị không thể nào biết được. Đấy. Vậy thì bây giờ Shop đang sẽ cho khách quyền lợi cao nhất, đó là tự làm việc trực tiếp với Apple chính hãng. Hiện tại ở Hà Nội đang có 5 cơ sở bảo hành chính hãng của Apple tại Việt Nam. Thì mình có thể đem qua trực tiếp 5 cơ sở đó. Lát nữa em sẽ in cho mình một tờ phiếu có 5 địa chỉ đấy chị nhé. Ok. Dạ. Cái này thì là chị được bóc siêu luôn đúng không? Cái này mình thanh toán xong mình bóc giúp em nhé. Okay. Nếu có vấn đề gì ở đây nhé. Shop đang sẽ khuyên chị là nên mở ra kiểm tra tại shop, nếu có vấn đề gì bên xử lý ngay. Còn khi đã active lại và mang về nhà, mình hoàn toàn phải làm việc với Apple. Ok. Quên mất là
cái iPhone 11 mới này ấy, thì chị thấy là Apple H cắt giảm phụ kiện thì là bỏ củ sạc, mà máy cũ mẹ chị dùng thì là cái vẫn là củ sạc cũ ấy, A2 Lightning, thì bây giờ là muốn mà cắt sạc dùng mới luôn, hỗ trợ sạc nhanh thì cho chị thêm một cái củ sạc. Ok, vậy thì em sẽ giới thiệu chị nhé. Ngoài củ sạc chính hãng của Apple ra thì shop đang có bán thêm phụ của Anker. Củ này cũng sẽ là củ có hiệu suất là 20W luôn. Củ này sẽ được bảo hành 18 tháng chị nhé. Giá là 360.000 thì mình lấy luôn để dùng cho bình thường nhé. Ok, cái củ Anker này thì mình đã có clip review rồi các bạn ạ. Rất là quay. Ok, cái này chốt combo như này. Dạ. Ngoài ra em sẽ giới thiệu chị thêm nhé. Bởi vì em nhìn máy của chị cũng máy cũ ấy, cũng hơi bị rơi. Thì ngoài bỏ, đúng rồi, máy nữ dùng. Mọi người hay bảo là máy nữ dùng thì giữ nhưng mà không. Đấy. Thì ngoài bảo hành tiêu chuẩn của hãng ra, đối với tất cả các trường hợp như là rơi vỡ mình sẽ phải tự lo ấy, tốn một cái chi phí không hề nhỏ đâu. Vậy em sẽ giới thiệu cho mình thêm một chính sách đặc trưng của shop đang luôn, đó là bảo hành kim cương. Thì chính sách bảo hành kim cương nó sẽ ăn theo giá máy luôn. Như máy của chị là 17.790.000 nhá. Vậy thì giá nó ăn theo sẽ là 1.419.000 trong 1 năm. Có 2 năm 3 năm, tuy nhiên em sẽ chỉ tư vấn cho chị dùng 1 năm trước. Cái này thì ví dụ như là máy mà rơi vỡ hoặc các kiểu thì đúng không? Và đặc biệt nhá, kể cả vỡ làm đôi shop đang vẫn sẽ đổi cho chị được một cái khác để dùng. Đấy, cái này em sẽ tư vấn cụ thể cho mình như sau. Thứ nhất, mình bỏ 1.419.000 ra nhá. Chị sẽ được 2 quyền lợi. Đầu tiên, nếu chỉ sửa thôi nhá, shop đang sẽ hỗ trợ cho chị chi phí sửa chữa là 90%. Chị chỉ phải bỏ ra 10% thôi. Phương án thứ hai, đây là cái quan trọng nhất, đấy là một đổi một. Bất kể tình trạng ra sao nhá, máy có bị rơi vỡ, có bị cháy nổ, có bị đè làm đôi chăng nữa, shop đang vẫn sẽ đổi cho chị. Chị chỉ cần mang cái xác đến đây, mất thì bên em không thu lại được nhá, mất thì bên em không xử lý được nhá. Miễn mang được cái xác máy, shop đang sẽ thu lại cho chị là 85% giá trị máy. Giá máy này sẽ là giá máy line new, tương đồng của máy của chị. Máy chị bóc hộp ra sử dụng rồi gọi là máy line new mà. Thì đấy, shop đang sẽ thu lại 85%, đồng nghĩa với việc lúc đó giá trị máy bao nhiêu, mình chỉ phải bỏ ra giúp em 15% giá trị máy để mình đổi một cây iPhone 11 khác 128GB về dùng. Máy như thế này bên em vẫn đổi nhá. Thì đối với những máy như thế này nhá, đây là máy đã bị rơi xuống đường. Và rơi xuống đường thì cái nguy cơ là xe cán qua cũng rất là cao. Để nó trở lên như thế này đây. Những cái này bây giờ giá linh kiện ra thì căng lắm là cũng chỉ được tầm 200-300 nghìn. Đấy. Nhưng shop đang vẫn sẽ giữ cho chị là 85% giá trị của cây như thế này. Ui, trông sợ thật sự đấy. Rõ ràng là những trường hợp rơi vỡ thì không ai mong muốn xảy ra. Tuy nhiên khi nó xảy ra thì mình sẽ tốn rất là nhiều tiền. Thì shop đang sẽ có chính sách đổi cho chị. Cây như thế này bên em vẫn thu lại 85%. Thực ra thì chị sẽ không hy vọng là cái máy của mẹ sẽ như thế này, hoặc là rơi như thế. Thì bây giờ có một cái phương án nữa, mặc dù là cái bảo hành kim cương này rất là hấp dẫn, nếu như bạn nào mà hay kiểu di chuyển đi lại ấy, thì cái rủi ro về cái việc mà rơi vỡ nó sẽ nhiều hơn là với việc là phụ huynh mà hay chỉ ở nhà xong rồi ngồi dùng thì nó rất là nhẹ nhàng. Vậy thì em sẽ tính tổng hóa đơn cho mình nhá. Tổng cộng mình lấy một cây iPhone 11 128GB màu vàng này, một củ Anker giá 360.000, một bộ ốp lưng và cường lực sẽ có giá là 280.000, nhà mình em sẽ giảm cho mình 20% là còn 224. Vậy tổng cộng giá của mình sẽ là 18.374.000 chị nhá. Còn máy iPhone X của chị sau khi kỹ thuật em đã định giá ấy, thì máy này sẽ có giá là 6.480.000. Vậy thì em sẽ trừ luôn giá cho mình nhá, trừ 6.480. Tổng cộng mình sẽ phải thanh toán thêm cho nhà em là 11.894.000. Ok, rồi. Cái con iPhone X này ngày xưa mua là 26.500. Thế xong rồi bây giờ mà mình chỉ việc bỏ ra có mỗi 11.890.000, tức là khoảng 12 triệu là mua được iPhone 11 rồi. Cũng khá là ok. Và sau khi mình lấy máy thì mình sẽ bóc siêu iPhone 11 luôn bây giờ. Thực ra thì đây là một món quà mà tích hợp sinh nhật với cả Noel dành cho mẹ. Mình mua đổi điện thoại cho mẹ cứ thường là khoảng 2 năm một lần, giống như cái sự thay đổi thiết kế iPhone của Apple ấy. Yeah. Ui, màu vàng đi mọi người. Đây mình sẽ kiểm tra máy luôn nhá. Xinh nhở, màu vàng này xinh nhở. Một cái điểm ý mà mình thích ở iPhone 11 ý, đó chính là cái khung viền này này. Nó sẽ không kiểu bị như là kiểu nếu như mà mua iPhone 12 ấy, thì khung viền nó rất là dễ bóng bẩn, trông nó có bóng 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 ấy, mà nó còn hơi sắc cạnh nữa. Mẹ thì dùng quen cái kiểu cong cong như này rồi, nó sẽ êm hơn.
Ok, mình kiểm tra thì mình thấy là về cái bề ngoài trông nhìn khá là đẹp, không có vấn đề gì chảy xước cả, nên là mình sẽ nhập dữ liệu ở đây luôn và mang về luôn nhé. A few moments later. Thật ra thì sau khi mà mình mở hộp ấy thì mình mới nghĩ ra một cái vấn đề là không chỉ trong những cái trường hợp mà rơi vỡ như thế này các bạn ạ, mà là những cái trường hợp mà ví dụ như là năm sau mà mẹ mình có muốn đổi máy hoặc gì đấy, thì khi mà bảo hành kim cương ấy, nó sẽ có 3 sự lựa chọn rất là hấp dẫn, là về trợ giá này, rồi là đổi mới một đổi một một chiếc iPhone 11 mới luôn. Nên là mình quyết định là sẽ mua bảo hành kim cương. Ok, lại đi thanh toán tiền bảo hành kim cương. Các bạn biết không, mùa đông này mình có một cái nhu cầu là mua Apple Watch để đi bơi. Nên là mình sẽ trải nghiệm thử khu vực đây. À này, em ơi, chị thấy là cái này có cái dây trông hay phết nhỉ? Đúng rồi. Ở đây nhớ qua thì đang có là Apple Watch 6, nhưng mà cái 6 phiên bản 44mm này thì hơi to. Hơi to so với cái cổ tay của chị, to dạ quá. Dạ vâng, bởi vì size 44 sẽ là Apple dành cho nam. Thế nên là mình sẽ nhìn thấy luôn là Apple Watch SE ở đây rồi, 40mm. Ok là đấy. Về cơ bản thì ngoại hình của C6 và SE sẽ như nhau. Tuy nhiên là C6 sẽ có một khác biệt là khi mà có pin, có sử dụng, có kết nối ấy, thì cái đồng hồ C6 nó sẽ luôn sáng. Và con SE về bản chất nó là dùng chung cái thiết kế và cái phần bên trong của C4. Thì cái màn của nó lúc nào mình sử dụng, đưa tay lên nó mới sáng cơ. Đấy. Chị có muốn đeo thử không? Ok, đeo thử. Đây là phiên bản dây thép, thường thì chỉ xuất hiện ở trong hộp ấy, là các phiên bản thép thôi, thường là sẽ đắt gấp đôi so với bản nhôm. Đấy. Tuy nhiên shop đăng sẽ là hệ thống duy nhất nhá cho 10 khách được trải nghiệm dây thép chính hãng của Apple luôn. Dây này thì hiện tại đang bán với giá là 2.450.000. Có màu hồng em nhỉ? Hiện tại thì màu hồng là có, nhưng mà tuy nhiên là bên em sẽ sắp tới sẽ về thêm. Đấy. Chị có muốn xem qua các dòng iPhone series 12 bên em không? Hiện tại shop đăng ấy, ở tất cả các chi nhánh đều có dàn máy để mình trải nghiệm 12 series đấy. Thật ra thì chị đã có nhắm là nếu mà mua ấy, sắp tới sẽ mua 12 Pro Max. Tại vì dân Việt Nam phải mua điện thoại mà kiểu xịn nhất và đắt tiền nhất của phiên bản iPhone 12. Tuy nhiên là các bạn có thể đến đây để tham khảo và có rất nhiều những máy iPhone đầy đủ luôn, từ 12 mini để cho mọi người trải nghiệm như thế này nữa. Đó, rất là xinh. Và mọi người sẽ tìm ra được là chiếc điện thoại iPhone 12 nào phù hợp với nhu cầu của mình. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ cầm đồ và về đây. Cảm ơn thầy Lan nhé. Dạ, cảm ơn chị. Ok, bye bye. Tạm biệt em. Chị ơi, đồng hồ sao?